thưa tất cả khán giả kênh tài chính kinh doanh mà trong một buổi sáng uh, tôi uh, tỉnh dậy thì tôi cầm điện thoại lên và tôi vào một tờ báo nổi tiếng của việt nam mình thì thấy một cái tít anh tuấn ạ vâng anh uh, có cái tít gì đây anh cấm cho vay để mua vàng thế mình mới nghĩ bụng mà từ xưa đến nay ngân hàng nhà nước mình đều là uh, từ trước đến giờ nhiều năm rồi là không có chuyện cho vay để mua vàng đúng không và... tôi đã từng đi mua vàng mà tôi thanh toán thẻ tín dụng là không được vâng vì, vì mua vàng thanh toán thẻ tín dụng bản chất là tôi đi vay tiền ở ngân hàng để đi mua vàng đấy. thế thì tôi mới um, tự đặt cái thắc mắc là ô tại sao bây giờ lại có thông tư mới quy định mới là cấm cho vay để mua vàng nhưng mà thực ra cái nội dung đó không phải nội dung chính anh tuấn ạ vâng cái nội dung chính ở đây đó là uh, cấm cho vay để gửi tiết kiệm và để mua góp vốn cổ phần để mua vốn cổ phần đấy là cái điểm chính của thông tư số 06 năm 2023 mà Ngân hàng Nhà nước vừa mới ban hành. Thế là chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là chúng ta sẽ nhìn vào những điểm chính này và chúng ta sẽ xem là câu chuyện ở đằng sau nó là gì và lý do tại sao và nó ảnh hưởng như thế nào đến đến thị trường hiện tại. Thì cái này nó nằm trong cái chuỗi của chúng tôi về việc là à các cái quy định về liên quan đến các cái tổ chức tín dụng và ngân hàng để góp phần làm sao Um, à, chương trình lần trước của chúng tôi đã nói về câu chuyện là sở hữu chéo rồi. thì lần này cũng cũng liên quan một chút, rồi à, sẽ liên quan đến cái việc là à, cái vốn của các công ty cổ phần ấy nó có bị ảo hay không, vân vân. Thì xin mời các bạn theo dõi các cái nội dung chính của chúng tôi. Ngân hàng Nhà nước đã có thông tư 06 năm 2023 sửa đổi, bổ sung luật quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng tại thông tư 39 năm 2016. Theo đó, Thông tư 06 bổ sung 4 nhu cầu về vốn không được cho vay bao gồm: đối với các nhu cầu về vốn không được cho vay tại các tổ chức tín dụng, Thông tư 06 bổ sung 4 trường hợp mới: vay để gửi tiền, vay để thanh toán tiền mua góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, mua góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch upcom, vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định cho vay. Đáng chú ý, thông tư 06 quy định rõ dư nợ cho vay đối với một khách hàng là cá nhân, vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống, không được vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng. Vậy thông tư 06 sẽ có những tác động gì đến hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung? Mời các bạn cùng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây ở đây thì anh long có để ý một điều rằng là khi mà các cái chính sách tiền tệ mang tính chất là không thắt chặt và thậm chí là có phần nới lỏng và ngay là lập tức ngay sau đó thì uh, khi mà cái uh, có một cái sự tranh này rất là lớn giữa lãi suất của cái thị trường uh, tôi tạm gọi là thị trường liên ngân hàng Để cái thuật ngữ này là giữa các ngân hàng cho vay với nhau và thị trường dân cư nó đang có một cái khoảng cách rất lớn thì cái, ngay lập tức ngân hàng nhà nước đã ra một cái thông tư ở đây thì tôi xin bổ sung thêm anh Long một chút xíu đó là đây không phải là một thông tư mới mà đây là một cái thông tư đã bổ sung cái thông tư 39 sửa đổi bổ sung sửa đổi bổ sung cái thông tư 39 tại vì uh, chúng ta đều hiểu rằng là khi mà cái nguồn vốn rẻ ấy, mà nó sẽ không có được cái định hướng vào những cái ngành mà phục vụ sản xuất kinh doanh nó sẽ đi đến một cái các cái số các cái biến tướng của nó và tôi nghĩ rằng là đây là một cái hành động rất là kịp thời của ngân hàng nhà nước thế còn cái việc mà anh long vừa chia sẻ ấy, là vàng miếng ấy thì uh, nó nằm trong cái chủ trương chống vàng hóa của chúng ta À, cách đây từ độ khoảng cũng gần 10 năm trở lại đây đặc biệt là sau cái Nghị định 24 về quản lý vàng miếng à, thì không có cái việc và trước đây là anh có vàng anh gửi ở ngân hàng thì anh cũng được lãi suất và anh được vay tiền Việt Nam đồng để anh đi mua vàng thì đây là nó nằm trong một cái chủ trương chung à, chúng tôi sẽ đi uh, uh, rất là nhanh và sơ lược về những cái điểm mới uh, đáng chú ý tại thông tư thông 0406 thì chúng ta phải hiểu cái bản chất ở đây ấy, là đang muốn nắn cái dòng vốn vào những cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì đấy là một cái điểm trọng yếu. Thế thì để nắn cái dòng vốn này thì chúng ta sẽ đi uh, chủ yếu vào là bốn nhu cầu về vốn không được cho vay. Đây là cái điểm mà tôi và anh Long sẽ sẽ nói. Uh, tuy nhiên thì uh, anh Long sẽ thấy rằng là ngoài cái việc đó thì thông tư 06 còn năm uh, các cái điểm khác. Uh, ví dụ như là giải thích cụ thể hơn về lãi suất thế nào là cho vay ngắn hạn này ở đây có một cái điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng đối với cả chúng ta có thể là đó là cá nhân được vay tiền thông qua các cái phương tiện điện tử của ngân hàng thì không được quá 100 triệu đồng. bổ sung quy định về trả nợ gốc và lãi với khoản vay quá hạn cho phép trả nợ bằng đồng tiền à không cho phép à, cho phép trả nợ bằng đồng tiền khác bằng đồng tiền cho vay. Có nghĩa rằng là ví dụ như là anh vay bằng đô thì anh có thể trả bằng đồng tiền khác. và ừ. Và phong tỏa cái tài khoản vay đảm bảo nghĩa vụ cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ thế thì ở đây ý, có một cái điểm trước khi tôi đi vào bốn cái điểm không được cho vay thì đó là trước đây thì cái việc cho vay điện tử của ngân hàng bản chất là vẫn chưa có một cái khung pháp lý riêng lẻ ừ. có nghĩa rằng là cái hoạt động nếu mà là cán bộ tín dụng ý, khi mà đưa một cái khoản vay thì nó phải có phương án vay hồ sơ vay rồi là xác nhận cái người mà gọi là vay tiền thế còn trước đây thì các ngân hàng đang cung cấp gọi là một cái giải pháp linh hoạt dựa trên cái tài sản đảm bảo chính là sổ tiết kiệm Thế thì ở đây thì họ đã chính thức bổ sung cái quy định cho vay điện tử Ngân hàng tránh được à, rủi ro pháp lý Thì à, quy định hiện tại thì là có cái hạn mức là 100 triệu anh Long Thế thì chúng ta sẽ đi thêm vào cái phần này Là cái phần quan trọng nhất Đó là thông tư 06 bổ sung 4 nhu cầu về vốn không được cho vay Thế thì ở đây à, nếu mà những người mà không à, ở làm ở trong ngành ngân hàng Thì sẽ rất là khó hiểu cái, cái chỗ này Vay để gửi tiền à, Thông thường thì anh Long sẽ thấy rằng là trên thị trường ấy cái lãi suất cho vay thì bao giờ cũng cao hơn ở cùng một kỳ hạn đối với cả lãi suất gửi tiền đúng không đúng. ạ? Ví dụ như mà tôi gửi tiền, ví dụ như bây giờ với cái lãi suất là 6%, phần phần trăm đi. Thôi đơn giản thế này, tôi bây giờ là tôi là cá nhân, đúng không? Tôi Và ra ngân hàng. Thế thì tôi uh, xin vay tiền. Đấy, tôi vay tiền thì bây giờ rẻ thì cũng phải 8% phần trăm một năm. Và được không? Đây, ở đây khi mà chúng tôi nói có chuyện phần trăm là một người phải phải nghĩ đến một năm được không? Không nhiều bạn nói rằng là À. À, lần trước trong cái chương trình lần trước thì có một bạn nói rằng là các anh nói về 6 tháng cuối năm mới nói là bây giờ gửi tiết kiệm được 6,5 phần ừ. trăm thì đã nói đến 6,5 phần nó trăm là nói chuyện năm chứ đừng có nói chuyện là là 6 tháng Đà. mà được 6,5 phần trăm thế thì nếu bây giờ tôi đi ra ngân hàng tôi vay thì sẽ chịu cái lãi suất là tôi lấy ví dụ như là 9 trăm một năm đúng rồi. Đó. Thế tôi mang cái tiền đấy nếu như mà tôi chưa dùng mà tôi đi gửi tiết kiệm thì cùng lắm thì tôi cũng chỉ được 6 7 thôi và đúng không ý anh Tuấn nói là như vậy bao giờ ừ. lãi suất tiền vay cũng phải lớn hơn lãi suất tiền gửi đúng không và về cơ bản là như thế thế thì làm sao mà lại có cái chỗ gọi là không cho vay hay là cấm cho vay để gửi tiền kia anh Tuấn vâng cái này thì chúng ta hãy cùng xem một chút xíu tại vì ở đây chúng ta sẽ chỉ cùng xem rằng là khi mà nếu mà ở trong chương trình về phân tích vĩ mô năm thì chúng ta sẽ biết rằng là thị trường tài chính chia ra thị trường tiền tệ và thị trường vốn thế còn trong thị trường tiền tệ thì sẽ có thị trường một và thị trường thị trường dân cư và thị trường liên ngân hàng và chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà chúng ta nói vay và cho vay ở trên thị trường dân cư ấy, cùng một kỳ hạn thì chúng ta sẽ thấy sự vô lý vì chúng ta đều thấy rằng là nếu mà tôi vay 9% mà tôi đi gửi 6% thì là vô lý rồi. Đúng, rồi đúng không ạ nhưng bây giờ câu hỏi rằng là nếu tôi lấy tiền liên ngân hàng tức là lấy thị trường hai mà lại tôi đi gửi vào thị trường dân cư thì anh long sẽ nhìn thấy ở đây nếu mà tôi lấy được cái tiền ở trên thị trường liên ngân hàng giữa các ngân hàng với nhau rồi, rồi. mà tôi lại đi gửi vào sổ tiết kiệm tức là lãi suất đang thấp đây và thị trường liên ngân hàng hiện nay đây và. chúng ta đang cập nhật vào tháng 7 năm 2023 nghìn lãi suất lên ngân hàng đang thấp cỡ và. nào dưới một phần trăm anh nhau được không và mà làm sao mà có được cái tiền này xong lại mác đi lại gửi ở đây và Đấy, mà nhất là gửi những ngân hàng mà quy mô nó nhỏ nhỏ hơn thanh khoản nó yếu hơn họ có thể trả cái lãi suất cao hơn nữa rồi đồng ý không ạ vâng thì đương nhiên tôi được hưởng khoảng trên lệch lãi này vâng đấy. đấy thế thì ở đây thì um, thực ra thì cái này thì uh, tôi xin phép được chia sẻ là chung chung một chút xíu thì uh, cái nghiệp vụ này tưởng như không thể diễn ra trong uh, thị trường nhưng mà thực sự thì uh, uh, ngân hàng hệ thống ngân hàng trong những cái giai đoạn như này vẫn có khả năng thực hiện được ừ. thông qua một số các cái biện pháp gọi là biện pháp lách hoặc ừ. là kỹ thuật ừ. thực ra thì uh, ví dụ rất là đơn giản thôi tôi tự nhiên uh, tôi sẽ có một cái hạn mức vay nào đấy của ngân hàng Ví dụ như tôi ngày xưa tôi làm ngân hàng có thể được một cái hạn mức vay rất là cao, được x tỷ. Tôi dùng số x để tránh cái việc mà các bạn có thể mà nói rằng là cái lương như thế có đáng hay không các thứ. x tỷ và tự nhiên là thực ra đấy là không phải là tiền của tôi mà tôi lại đi gửi một cái ngân hàng khác và tôi lại cầm cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng khác về làm tài sản đảm bảo cho cái khoản vay ở đây và cứ như vậy cái vòng quay nó sẽ liên tục và cái dòng vốn được đấu cho tôi ấy, nó được lấy từ thị trường liên ngân hàng thì ở trong thị trường liên ngân hàng trước kia người ta có một cái thuật ngữ gọi là nghiệp vụ gì anh Việt Long biết không? Không biết Vâng, wow. nghiệp vụ này rất hay đó gọi là nghiệp vụ sổ tiết kiệm anh Long ạ à. À, Nghiệp vụ sổ tiết kiệm có nghĩa rằng là tranh lệch giữa hai thị trường 1 và 2 thì thông qua một số các cái cá nhân để lấy cái cái vốn của thị trường 2 lại đi gửi lòng vòng trong hệ thống ngân hàng Chính vì vậy nên là để giải thích cho mọi người tại sao vay để gửi tiền là như vậy à cấm một số cá nhân vay để đi gửi tiền. À. Đấy. Tức là không không thuộc đối tượng tôi. và bởi vì tôi là người bên ngoài độc lập thì tôi làm sao mà lấy được từ tiền từ thị trường à. lên ngân hàng là đúng không? À. Thế nên nếu như mà tôi mà đi vay mà với trăm mà gửi tiền phần trăm thì tôi lỗ, tôi chẳng ra làm cái à. việc đấy. Như vậy tôi không thuộc cái đối tượng của cái điểm 1 ở đây. Đó à. là vay để gửi tiền. À. Đúng không anh Tuấn? Nhưng mà à. đấy thì vẫn phải cấm tại vì nó có những cái tư, trường hợp như vậy. À. Tôi thì um, cũng xa cái hệ thống ngân hàng khoảng 5 năm rồi thì tôi không biết nó có ừ. còn hay không ừ. à, tuy nhiên thì cái cái này thì để giải thích cho một người tại sao nó lại ừ. có cái quy định cấm như vậy thì tôi đang nghĩ, đang nhìn thấy rằng là ngân hàng nhà nước đang nhìn rất là xa ừ. trong cái việc là nếu như mà chúng ta đang giữ một cái chính sách tiền tệ nới lỏng ừ. và chúng ta không cấm những cái trường hợp mà nó có thể xảy ra thì tiền nó cứ chạy lòng vòng ừ. và nó có thể sang ngân hàng khác thì nó có thể chạy đi vào một cái nghiệp vụ kinh doanh khác Nào, và... và rủi ro hơn, và... đúng chưa ạ? Vâng. cái uh, nhu cầu thứ hai không được cho vay là vay để bù đắp tài chính. và vâng. thì cái này là sẽ liên quan đến cái chuyện là những cái, cái cái doanh nghiệp mà thiếu hụt về tài chính thì họ sẽ đi vay cái phần đấy. à thì rồi. nó sẽ liên quan đến điểm thứ ba này đặc biệt quan trọng này anh tuấn này. và vâng. không được cho vay để góp vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống apcom. rồi à, tức là nếu mà nói một cách đơn giản thì nó là như nào anh nhỏ nhỏ tôi là một công ty uh, chưa niêm yết rất đơn giản thế này thôi vâng anh là một công ty chưa niêm yết được chưa Đấy, chúng ta nhìn thấy rồi có một loạt các công ty mà trước đây trước khi chưa niêm yết tăng vốn lên đến gấp nghìn lần vâng vốn à, từ hai tỷ lên bốn tỷ vâng được không ạ thế bây giờ anh làm sao mà tăng vốn từ hai tỷ lên bốn tỷ bằng ừ. cách nào anh có biết cách nào mà anh tăng vốn từ 2 tỷ đến bốn tỷ mà lúc này anh chưa phải công ty đại chúng chưa phải niêm yết không ai giám sát anh được ừ. đấy. Thì ở đây là vay đúng không anh đúng mà. anh đi vay đấy chưa anh đi vay sau đó thì anh lại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thì anh ghi nhận vốn xong lại rút ra trả nợ vay ừ. thông qua một các các hình thức ví dụ như là à, ủy thác đầu tư công ty lại ủy thác tiền đấy cái tiền mà anh vừa mới góp vào ấy, ừ. cho anh rồi trả trước cho anh rồi rất nhiều các cái hoạt động khác nữa rồi. thế thì tự dưng cái vốn của công ty trong nền kinh tế nó bị ảo lên ừ. rồi còn chống những cái sở hữu chéo nữa và vâng. thế cho nên đây là cái ý tưởng mà khi, khi đó chúng ta sẽ thấy ở đây là phần lớn các công ty là chưa niêm yết bởi vì sao bởi vì là khi các công ty đã lên niêm yết rồi thì các cơ quan chức năng họ sẽ giám sát tốt hơn trong cái việc tăng vốn đấy và cái câu chuyện đó những cái doanh nghiệp niêm yết từ upcom trở lên thì nó là một câu chuyện khác còn ở ừ. đây nó chính là những cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy rằng là có những cái đợt tăng bốn thần tốc vào trong lịch sử chúng ta đã có rồi. Đúng không ạ? Và sau đó thì họ mới niêm yết cơ. Đấy, đấy, đấy là cái điểm mà chúng ta có thể thấy. Đúng okay. không ạ? Đấy là hai cái điểm chính yếu nhất, điểm 1 và điểm 2 trong cái thông tư số 06 này. Vâng, à. Tôi nghĩ cái điểm 4 cũng đáng đây đề Long à. Vay để góp vốn thực hiện các dự án đầu tư không đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định cho vay. À. Tức là nếu như mà cái dự án đó vẫn chưa được uh, gọi là đầy đủ phép. các cái gọi là thủ tục về pháp lý thì ừ. vẫn chưa được vay đúng ạ vay được có vốn và. ngoài ra thì có những cái dự án mà thuộc cái lĩnh vực mà không không được cho được phép nữa và. thì cũng phải tránh và Đấy, thì đây là ba cái điểm chính nhất nhất của cái thông tư số 06 này và. thì cái điểm 1 và điểm 3 anh Tuấn cũng vừa chia sẻ chúng ta điểm một rồi chúng ta ừ. hiểu cái câu chuyện điểm 3 thì cái nội dung này nó cũng là cái nội dung tiếp nối của cái chương trình về dự thảo các tổ chức tín dụng của chúng ta và. đúng không chúng ta thấy rằng là ngân hàng nhà nước Họ đã có những hành động ngay khi mà họ nhìn được cái câu chuyện là khi mà uh, nới lỏng tiếp tục nới lỏng tiền tệ rồi, đúng Và không? Khi mà à. chúng ta nới, uh, nới lỏng uh, thì uh, chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi mà cái uh, tín dụng nó đang uh, cái tăng trưởng tín dụng uh, 6 tháng đầu năm nó đang rất là thấp, cái tiền nó đang bị ứ trong hệ thống ừ. ngân hàng, nó đang rất là kỳ cần tìm điểm ra. Thì tôi nghĩ rằng là cái thông tư 06 này nó sẽ là cái điểm chặn để các ngân hàng nếu như mà trong cái áp lực về lợi nhuận thì cũng không đưa cái dòng vốn của mình vào những cái lĩnh vực mà nó không tốt cho nền kinh tế đâu. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn. À, thế còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ rằng là uh, chúng ta nên ngăn chặn cái việc là cho vay để gửi tiền hay không và ngăn chặn việc là cho vay để uh, góp vốn cổ phần, uh, mua cổ phần của các công ty uh, trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty cổ phần mà chưa niêm yết hay không? Thì hãy để lại ý kiến của mình bằng cách là comment ở trong clip này. Và chúng tôi rất mong các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục cái chuỗi chương trình này bằng những cái nội dung mà có lẽ sẽ gai góc hơn rất là nhiều và mọi người sẽ rất là quan tâm. Và hãy nhấn vào nút like, hãy đăng ký kênh Tài chính và Kinh doanh và xin hẹn gặp lại. Giao dịch dễ dàng, đầu tư nhanh chóng. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Topi chính thức ra mắt tính năng giao dịch trên website, giúp khách hàng có thể dễ dàng tham gia đầu tư và trải nghiệm các tiện ích vượt trội. Truy cập website www.topi.vn để trải nghiệm ngay bạn nhé! AFA Capital là đơn vị cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn, quản lý danh mục đầu tư và quản lý tài sản đối với khách hàng cá nhân, Wealth Management tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. AFA Capital luôn cố gắng phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến với khách hàng. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.